Tiếp tục là một live cuối của ngày hôm nay. Đồ lính Mỹ là quá sử dụng. Đồ Lam lên một con áo này nè, vừa mới lục kho thấy lụm được một con áo len. Áo len của lính Mỹ nha. Hai thanh kiếm. Không biết, để em coi cái tem này coi. Tem này là Office. Nó ghi tiếng Anh thôi, hai cái kiếm, hai thanh kiếm này. Cái con này là áo len cất vào mùa đông bẩn nha anh em. Đến tuyển, đẹp tuyệt vời, len như kiểu len Đà Lạt ấy nha. Hơi bị đẹp luôn. Áo của lính đó. Hai thanh kiếm là anh em biết rồi đó. Vai 55 và dài áo là 67. 55, 67. Nghe con này bẩn cũng được hay. Ở đây nó dính bụi thôi anh em ạ. Trên này là có hai cái cầu vai nhá. Con này thì 65, 75 ký. 65, 75 mà 70 bụng 75 là bụng thon gọn thôi. Nó sử dụng bằng hàng nút nha anh em. Ai ưng chốt con này dùm em là 500 mã 98. 500.000 mã 98. Áo len cực kỳ hiếm nha. Ở ngay cái đầu gối của tay là có cái bọc này. Cái bà này mới 93-95%. Tiếp một con áo ngụy trang hơi bụi nha anh em ạ. Có cái tường này em bụt trích không à. Cứ đụng tường cái là nó dính à. Rồi con này ngụy trang cũng mùa đông anh em. Vai của nó là 58. Dài áo là 80. Con này là 90kg và cao 1m7 trở lên. Ở trong này có cái lót này nhưng mà con này bận được hai mặt hả ta? Đúng rồi, con này bận được hai mặt luôn á. Sử dụng hai mặt luôn này, mặt trong cũng có túi rồi. Mặt ngoài này lá cây nha, lá khô nha. Con này là 90kg. Lá cành cây lá khô, chốt cho em con này 190.000 mã 99. 190.000 mã 99. Áo đều và đẹp không có lầm lỗi gì hết á. Đẹp mà tự tin không review luôn là biết rồi đó. Tiếp con này là lót của Vardessi. Lót Vardessi X-Lat Reller. Hàng cấp phát nha anh em. Anh em nào mà có áo mất cúc thì chốt con áo này lấy bộ cúc. Cúc này là cúc của Satin. Cực kỳ hiếm có luôn này. Màu nâu này. Còn ở bên ngoài thì cái hàng nút của nó chỉ được có 3 cái thôi nhá. Đấy, bộ hôm giờ anh em nào cần tìm mua cúc thì chốt con này. Em bán giá cực rẻ luôn, 400-500 ngàn, giờ sale 190 ngàn. Tùy anh em thích. Còn con áo thì bao đẹp luôn. Cái lót của áo Fantasy nhá. Áo bao đẹp, không có lầm lỗi gì hết. 190 ngàn. Mã 97. Con này bữa hôm em có mấy cái, mấy anh em cứ hỏi mua hoài mà bữa giờ chưa có tìm ra được. Ở đây lụm được con, lâu lâu lụm con. Anh em chịu khó theo dõi. Hình như em thấy có 2-3 cái mà. Tiếp một con này là ngụy trang đẹp không này. Form Bomber. Rất là đẹp. Form Bomber ha. Đẹp nha, vai lớp 5 không có đo. Con này mùa đông. Chiều dài của nó là 70 thì thừa lưa cao trên 1m7 đúng không anh em? Thừa lưa trên 1m7. Bo đều và đẹp luôn này. Bo rất là đẹp. Đẹp tuyệt vời luôn. Chiều dài này dành cho anh em nào cao. Thích cao là khuất con này. Đấy, đẹp tuyệt vời chưa? Quá trời đẹp. Rồi con này 8-90kg. Chốt cho em là 200.000 mã 96. 200.000 mã 96. 200.000 mã 96. Tiếp một con áo cộc dạ nỉ. Áo khoác nỉ chống nắng. Cộc nha. Ở đây nó bung chỉ một chút thì trần lại giùm em cái thôi, không có sao hết. Đấy, nó bung chỉ trần lại cái là ok. Cộc rất là đẹp nha. Con này là vai 51. Dài áo là 74. Cái này mũ liền nha anh em. Mũ liền nha.
của Cambodia này. Đẹp chưa? Cambodia nè, là áo khoác chống nắng chạy đường ấy. Cột luôn nè, rất là đẹp. Con này 70 đến 80 kg. Nhưng mà 60 số mấy kg không được, ở chỗ này nó bung hai bên luôn em. Trần lên cái là được thôi. Đấy. Cái này sử dụng bằng dây kéo nha em, rất là đẹp, bán rẻ anh em, con này 400.000 mã 95. 400.000 mã 95. Làm áo chống nắng nha. Rất là đẹp luôn. Tiếp con M số 5 mà rần ri này. Rần ri ha. Thân nhựa cổ nhựa. Thân nhựa cổ nhựa. Con này là size large roller. Hàng chuẩn cấp phát này. Cổ thì có mũ ở đây nhé, có mũ nha. X-Lab là anh em 90 kg. Hơi bụi về giặt, em bao giặt ra phần nó ra. 90 kg trở lên. Trên này xuống đều và đẹp nha. Dây dưới, dây trên còn luôn. 90 kg, cao 1m7 trở lên. Con này sau 2000 cho nên vê tay không có. Cái vết dơ này về giặt được nha anh em. Dơ này là bụt trích, không có sờ. Áo còn rất là mới luôn. Wow, mới nè. Mới mà một lỗ chà bá lửa. Anh em về cắt nách giùm em luôn. Cắt sức nách luôn nha. Đo lại cái vai cái coi. Vai 60 dài 82. Ai 90 kg. Một là để về bẩn lao động này, hai nữa là cắt sức nách chơi đồ bùi chơi này. Đâu rồi? Red đây à. Một là để về bẩn lao động, hai là cắt sắt nách. Cắt sắt như vậy làm áo bụi chơi nha. Rồi em bán con áo này, ở đây có một cái tem đẹp quá trời luôn. Em bán con này 490 đâu chứ. Bây giờ bán con này, đố anh em biết, cái tem này được 50.000 rồi, em phải lấy lại cái tem này nha. Bán cho anh em con áo này 200.000, 250. Lấy cái tem nữa chứ, 250. Mà 94. Lấy cái áo 200.000 còn cái tem 50.000 chứ. Ê, chả lẽ bán 200 là cái áo thành còn có không được, 250 nha. Em ghi 490 đây nè. 250 mã 94. Áo bao mới luôn mà chả biết sao nó lủng lỗ. Tiếp con M nó mốt này. Dây kéo thì đẹp mà cái cổ nó su quốc, nó rách tươm rồi. Anh em có làm gì làm thì làm nha. Về một là lấy vải, hai là một là lấy dây kéo này, hai là làm gì làm. Nói tóm lại là em bán dây kéo thôi. Cái đầu dây kéo thì hơi bị đẹp luôn đúng không? Hơi bị đẹp luôn. Quá sẽ có view. Rồi em đo vai nha. Tem trong cổ nó mất rồi này. M51 là anh của M65, vai 54 là size medium, dài áo 83 là medium long. Medium long. Trời ơi, cái cổ tay này te tua hết anh em. Còn cái áo còn ngon lắm. Áo thì còn ngon. Bây giờ em bán dây kéo anh em, đừng về đừng có bảo là con áo này rách như vậy anh không nhận nha. Làm ơn em bán dây kéo. Anh em có cần review con áo nữa không ạ? À? Trong này hàng cúc này. Trời ơi, cúc vàng, cúc bạc không ạ? À? Con áo là 70 đến 80 kg, em bán 600.000. Em cần thiết review thì em review cho một phát này. 600.000 mã 93 nha, 600.000 mã 93 bán dây kéo đó. Còn con áo thì ở đây nó dính dơ này. Ở dưới like cũng có bị nổ một chút. Cổ tay này nổ này. Cổ tay nổ nha. Áo thì vẫn dày dặn như bình thường. Dây dặn bình thường. À, cổ tay là te tua hết nè. Bên này thì dính mực. Dính mực. Ok, xong. Ai ưng thì chốt giùm em. 600.000. Mã 93, bán dây kéo. Tặng áo. Cái một con quần rần ri. Vải kaki. Con này là bụng 108. Màu cái quần không mới lắm nữa đâu, bạc rồi.
dài quần 106, quần bạc thôi. Vải nó cũng mềm rồi anh em ạ. Vải nó cũng mềm rồi này, thấy không? Mềm rồi. Ở đầu gối này nó rách rồi nè. Rồi, đằng sau thì bòn được, có nghĩa là mình lao động thôi. Em bán con này 100.000 mã 92. 100.000 nha. Bữa nay mà tìm quần đẹp chờ đồ mới về thôi. Bữa nay đồ đẹp không có nữa. Tiếp một con này rần ri caro, vải thì đẹp lắm, không biết quần như thế nào. Anh em chờ review nhé. Bụng là 90, bụng rất là đẹp luôn. Dài quần 104. Dài cũng đẹp, quần cũng đẹp à. Ở đây nó lủng một lỗ rồi này. Hai lỗ. Bên này dưới này thì đều. Bên này cũng đều. Và hai cái lớp ỉn nút này đều bị lủng. Thì anh em làm cái nút ỉn lù ra ngoài ha. Ở đây cũng có ỉn nút nữa này. Gọi là cái nút thôi. Quần thì đẹp, chỉ có cái nút là đều bị lù ra ngoài thôi. Con này là cút được anh em, đúng không? Cái nút này chả có sao ấy. Em bán 200.000 nha. Mã 91. Chốt chúng em 200.000 mã 91. Mà 91. Tiếp một con Asibu của Linh Mỹ. Con này vải caro, áo đẹp nha em. Vai của nó là 54, medium 78kg, dài áo là 77. Con này sẽ lát à. Con này 80-85kg rồi. 80-90kg cũng được luôn này, bụng to, thon gọn là được nha anh em. 90 bụng thon gọn nha. Đây có một cái tem này, hai tem được 100.000 này. 80-90kg. 100.000 là hai cái tem. Em bán con áo này 150 mã 91. 150.000 mã 91. Hết rồi, em cảm ơn tất cả anh chị em và chúc mọi người một đêm an lành. Hẹn gặp lại anh em video tiếp theo nhé. Em cảm ơn và bye ạ.